Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân xã Long Phước, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức bàn giao nhà cho bà Đặng Thị Hạnh, con liệt sĩ Đặng Công Quang. Ngôi nhà trao tặng cho bà Đặng Thị Hạnh, con liệt sĩ tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, có tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ, phần còn lại trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Long Phước không chỉ giúp gia đình gia chủ có nơi ăn chốn ở ổn định, các nhà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp đến gia đình người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.